Hôm nay em sẽ độ lại một con lo kéo Nanomax của một anh khách gửi lên em độ nha. Nhưng mà con Nanomax này em có hỏi 40 nha anh em. Em hỏi anh mua nhiêu là anh mua 5,5 triệu nha anh em. Anh coi con lo Nanomax 5,5 triệu nó có cái gì như thế nào nha. Đây khi mà em mở tháo mổ bụng nó ra nha anh em, tháo ra em độ lại nha. Anh nói là nó hát dở quá, hát dở với hú quá nha. Rồi đây bát 40 từ 140 coi 51 nha anh em. 40 từ 140 coi 51. Chép nó đây. Chép nó là chép 250 nè. Chép 250 nha anh em. Chép 250 chung đây. Chung em tí nữa em tháo là con này là em thay chép nè, thay chép thay mạch lai nha anh em. Đây, tí nữa em sẽ độ lại là một cái họng chép lớn ở đây luôn nha. Đây về phản mạch Nanomax đây nha anh em. Nanomax chính hãng luôn nha. Con này mua hôm tháng 4 2022. Nói chung là mới được có tháng 9, nói chung vậy là được tầm 5 tháng đi. Nó hát dở quá mà mua tới 5,5 triệu lần nha anh em. Đây, bo mạch Nanomax đây. 340 từ 140 có 3 đường tiếng. Đây, lưới Nanomax đây nha anh em. Khi mà mổ bụng con Nanomax này ra nói chung là nó không có gì luôn anh em. Bèo nhèo lắm, nói chung là nếu 5,5 triệu nếu như mà em ráp con này nha. Em bán con 5 tấc VIP có 5,7 triệu thôi mà con này tới 5,5 triệu cấu hình cho anh em coi nha, để anh em so sánh luôn. Sẵn cho anh em so sánh cho anh em xem luôn nha. Đây, chép 250 nè, chung mình không nói tới đi. Bát 40 coi 51. 40 coi 51 nha anh em, từ 140 coi 51 nha. Đây, từ 140 coi 51. Phần tặng ở đây. Mình nó thì nằm trong đây nha anh em, nói chung là cũng không có tiêu âm gì luôn nha. Mít thì bo mít nó nằm trên đây, mít nó cũng đi mít thường luôn nha anh em. Đây bo mít đây. Bây giờ em sẽ khách thì yêu cầu gắn bo like. Thì cái thùng này em sẽ cắt về đây luôn. Bo like thì là cái mẫu của nó là mẫu nằm mẫu ngang. Nên là giờ khách yêu cầu cởi cứ lắp vô luôn, cứ là khoan cắt ở đây. Đi mẫu đứng vô nha anh em. Tiêu âm mình sẽ bắn vô luôn, làm bắn vô luôn nha. Nói chung là con này không có đi hợp được nha anh em, tại vì đưa vô là nó đụng bát, cái mạch nó sẽ đụng bát nha anh em. Thùng này nó nhỏ nên là cứ cởi nó là để vô đây luôn. Cắt vừa thả vô đây luôn nha anh em. Đây, mạch nó thì kích thước quá nhỏ. Nên là phải độ lên. Không thải con Nanomax cho anh em. Anh em nhiều anh em cũng ưa chuộng cái dòng này lắm nha, nhưng mà không biết làm sao. Mua con này rất là cao nhưng mà anh Thô hát dở quá, mới có mấy tháng anh Thô nó hát quá dở đi, nhạc mít rồi không hay. Ok, vậy em sẽ đi thay chép trên 450 luôn, thay chép 450, thay mạch và phân tầng luôn nha anh em, sẽ độ là hết. Chép em sẽ đi chép lớn nha. Ok, vậy em sẽ tiến hành cưa cắt rồi em lên video cho anh em xem nha. Con này mình đã làm xong rồi nha anh em. Đây như thế này đây, họng chép em đi họng chép lớn, chép 450 nha anh em. Đây là cái anten bluetooth nha. Đây là cái anten bluetooth cho nó mạnh nha. Con này là chỉ khách chỉ độ chép 450 và mạch livestream nha anh em. Đây mạch livestream em gắn rồi, chung là em để âm trong nha, chung là đi rất là đẹp nha, mình có thể thấy nha. Con này em đi cạnh đồ cho anh, bo cạnh đồ cho nó đẹp luôn rồi nha, bo cạnh đồ rất là đẹp nha anh em. Con này khách chơi quá dở nha, Nanomax đây, Nanomax mà anh chơi quá dở nha, đánh không lực và hát không hay nha, không thể nó nha anh em. Gắn mạch lai vô thì sẽ hay rồi, để test mạch lai nha, gắn vô đẹp nha anh em. Cho là cái mạch nó ngang nhưng mà mình đi đứng nhìn cũng được nha, không biết nói xấu đâu. Để test nhạc nha.
cái này mít riêng nha anh em, giờ sẽ test mít cho anh em nha. Này là mít riêng của con Nano Max này luôn nha. Đây, 3, 4, 5, 6. Đây, 3, 4, 5, 6. Lên, 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 ok, xong rồi, test xong rồi nha anh em. Lên con này rất là đẹp nha, hay, đẹp. Trong này chuẩn bị em bàn giao luôn nha. Các anh em nào cần cứ đổ như thế này liên hệ em nha. Lo hát dở thành lo hát hay luôn nha. Okay, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha.